Chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với lớp học tiếng Trung online. Hôm nay trong video bài giảng này chúng ta sẽ học sang bài đầu tiên ở uh, trong phần từ vựng tiếng Trung trong uh, chuyên thương mại. Và đây là website của trung tâm tiếng Trung Chinese Master tiếng Trung com hoặc là học tiếng Trung tv. Ok, chúng ta sẽ bắt đầu vào bài học luôn nhỉ. Đầu tiên các bạn uh, mở trình duyệt ra, sau đó các bạn có tên miền là học tiếng Trung tv, uh, học tv. Rồi các bạn ấn vào đây, ấn vào hình của YouTube này để đăng ký kênh YouTube học tiếng Trung online của Trung tâm tiếng Trung Chinese Master các bạn ấn vào đây và ấn vào đây để sau này các bạn sẽ không bị bỏ lỡ bất kỳ một bài giảng nào à, mỗi khi mình đăng lên kênh của mình một bài giảng mới rồi và chúng ta sẽ uh, ấn vào phần thứ nhất đó là chính là gì nhỉ 546 từ vựng tiếng trung chuyên ngành thương mại phần thứ nhất rồi ok và vào phần này như thế nào để vào phần này tìm ra để như thế nào để có thể tìm ra được cái uh, 546 từ vựng tiếng trung chuyên uh, ngành thương mại thì các bạn vào trang chủ là từ trung học tiếng trung tv này rồi các bạn có tìm uh, vào đây này các bạn ấn vào đây và các bạn có từ khóa là từ vựng tiếng Trung thương mại rồi các bạn ấn nút search là nó sẽ hiện ra uh, 5 phần, đó, part 1 đến part 5. Và chúng ta sẽ ấn vào đây, uh, phần thứ nhất. Đó, các bạn ấn vào đây. Và chúng ta sẽ chuyển sang cái gì? Chuyển sang phần thứ nhất của, uh, trong phần từ vựng tiếng Trung chuyên ngành thương mại. Đó, từ vựng tiếng Trung chuyên ngành thương mại. Được chưa? Và chúng ta sẽ bắt đầu học uh, uh, 30 từ vựng tiếng Trung thương mại đầu tiên, à, uh, 30 hay 10 năm gì đó. Rồi chúng ta sẽ bắt đầu học từ vựng thứ nhất này, đầu tiên là từ bán đúng không? à, từ bán thì chúng ta học rồi đúng không bán là gì à sell sổ là tiêu thụ hay bán sell sổ tiêu thụ hay bán được à, sell sổ từ số 2 bản gì bạn cân đối kế toán gì ạ tư sản phụ trai biểu nó tư sản phụ trai biểu tư sản phụ trai biểu nó bản cân đối kế toán tư sản phụ trai biểu tiếp này từ số 3 bà gì ạ ban công tác quần chúng là cung quan phủ nó cung quan phủ là ban công tác quần chúng ban công tác quần chúng cung quan phủ tiếp từ số 4 ban giám đốc là gì chương lý phụ mệnh à, bộ là ban hay ngành được à, là ban hay là phòng cũng được à, không phải ngành à, phòng ban à, ban giám đốc là chương lý phụ mặt chương lý phụ mặt tiếp số năm ban hậu cần là gì u liếu bộ à, ban hậu cần là gì u liếu bộ ban hậu cần tiếp số 6 bán khống là gì mạch khủng à mai khủng mài khủng mà mai khủng được mài khủng à, thì từ khủng này nó có hai cái đọc là từ khủng và khủng à, nhưng mà trong trường hợp này thì mà trong trường hợp này thì chúng ta sẽ đọc là gì nhỉ? là mài khủng từ số 7 bán khống gì đó à, à mải khống, là trong này cái nào nó cũng tương tự như từ trên rồi mải khống à, gì à? ban marketing gì ấy dính à, à xeo bổ là ban marketing yếng cho bổ dính bổ từ số 9 bán phát giá là gì à bán phá giá là gì chinh xeo bán phá giá chinh xeo bán phá giá ok từ số 10 à, gì à? bán phá giá cũng là chinh xeo ok cái này là mình à? mình trích à, mình, à, mình à, đối đối chiếu với cả các từ vựng tiếng trung cho ngành thương mại à, à, tiếng từ vựng gì tiếng anh chuyên ngành thương mại nữa nên mình cũng đối chiếu cả hai đó, ban phá giá là cho thương Tiểu số 11 là gì nhỉ? Ban phân phối thị trường là gì nhỉ? Sư trả gì? Xiao sâu là ban phân phối thị trường hay là ban tiêu thụ, tiêu thụ cũng được. Ban hay là phòng thị trường cũng được. À, sư trả xiao sâu là sư trả xiao sâu là ban phân phối thị trường. Tiểu số 12, ban quản lý, cục quản lý gì nhỉ? Chủ quản bộ mấn. Nào, chủ quản bộ mấn là ban quản lý hay là cục quản lý. Đó. Tiếp theo, tiểu số 13 là gì nhỉ? Từ uh, 13 là gì đây? Uh, ban quốc tế là gì nhỉ? Của chỉ phủ Ban quốc tế của chỉ phụ. Ban quốc tế. Tiêu số 14. Ban tài vụ là gì? À, trái upo hay ban tài chính được, tài vụ, trái upo, ban tài vụ. Tiêu số 15. Ban gì thống kê mua hàng là gì nhỉ? Cầu ụp gì? Cầu khu ụp là ban thống kê mua hàng. Là phòng mua hàng cũng được. Là phòng mua hàng, cầu khu ụp, phòng mua hàng hay là ban mua hàng, cầu khu ụp, ban thống kê mua hàng cũng được. Tờ tiếp này, ban thương mại quốc tế là gì nhỉ? Của chị mạo ỷ là của chị mạo ỷ Của chị mạo ỷ là ban thương mại quốc tế. Từ số 17, ban tổ chức nhân sự là gì ạ? ban tổ chức nhân sự. Rán ban tổ chức nhân sự. Từ số 18, ban xuất khẩu là gì nhỉ Chú khẩu bù, là ban xuất khẩu. Tru khẩu bù, ban xuất khẩu. Từ số 19, à, uh, ban xuất nhập khẩu là gì? Chín chú khẩu bù, à, uh, khẩu bù, ban xuất nhập khẩu. Từ số 20, bảng kê khai hàng hóa là gì nhỉ Gì tan là, trang tan là bảng kê khai hàng hóa. Trang tan, bảng kê khai hàng hóa. Bảng kê khai hàng hóa gì đó? Nó cũng, cũng là từ như thế này. Nào thế tên là gì? từ số 22 là gì? Ban nhập khẩu. À uh, ban nhập khẩu là gì nhỉ? Chính khẩu à ban nhập khẩu hay là phòng nhập khẩu? Chính khẩu bu. Từ số 23 báo cáo kế toán tài vụ thường niên. là uh, gì nhỉ? Niên gì? Niên độ tài vụ kế trí báo cáo. Đó, niên độ tài vụ hội. À đâu. cái này phải là à uh, đó là khoễ mà là là khoại trí. À đọc là khoại trí. Uh, khoại trí đây, khoại trí báo cáo niên độ tài vụ kế trí báo cáo. là gì? Báo cáo kế toán tài vụ thường niên từ số 25 báo cáo kiểm toán là gì nhỉ? Sẩn chỉ báo cáo là báo cáo kiểm toán sẩn chỉ báo cáo từ số 25 báo cáo thường niên là gì nhỉ? Niên báo niên báo cáo hay là niên bản cũng được từ số 26 là báo giá là gì? Bảo trả à, từ này thì dễ rồi bảo trả báo giá bảo hiểm là gì nhỉ? Từ số 27 bảo hiểm là báo trẻ bảo hiểm bảo hiểm nhá báo hiểm bảo hiểm 28 bảo hiểm ngân hàng yến hàng bảo hiểm bảo hiểm ngân hàng yến hàng bảo hiểm bảo hiểm ngân hàng 29 bảo lãnh ngân hàng gì? Yến hàng, ngân hàng bảo hay là ngân hàng bảo à bảo hàng à bảo hiểm bảo lãnh cái gì? Bảo lãnh ngân hàng à bảo hàng. ngân hàng đảm bảo, OK. ngân hàng đảm bảo cái này là đọc đảm đọc bảo nhá, ngân hàng đảm bảo, ngân hàng uh, bảo hàng. Tiêu số ba À, bên bán là gì? Mai phang. OK. Bên bán là mai phang. Còn bên mua là gì? Mai phang. Hôm nay chúng ta sẽ học 31 mươi từ vựng là ba mươi từ vựng tính trung thương chuyên ngành thương mại. Đó. Và trong video bài giảng này thì chúng ta chỉ là học 30 từ vựng đầu tiên, cơ bản nhất à, trong lĩnh vực à, chuyên ngành tính trung thương mại và chúng ta còn nhiều lắm, còn cũng khá khá nhiều từ vựng tình trung cho ngày thứ bảy nữa mà mà chúng ta sẽ chúng ta sẽ không học kiểu nhồi nhét mà chúng ta sẽ học theo kiểu là chúng ta phân phối nhỏ ra, chúng ta chia nhỏ ra thành các cái các cái các cái, cái mảng từ vựng nhỏ hơn để chúng ta học nó dễ dàng dễ dàng hơn chứ không chúng ta không nên học một lúc mà nhồi nhét đống như vậy thì học nó sẽ không hiệu quả và dễ bị dây dụng từ vựng chúng ta học chậm nhưng mà chắc là ok rồi hôm nay chúng ta sẽ học đến từ vựng số thứ tự là 31 nha và tiếp theo ngày mai chúng ta sẽ học thêm từ vựng từ số 31 trở đi nha và trong mỗi buổi học chúng ta chỉ học đúng 30 từ vựng thôi. À, chúng ta sẽ uh, gì nhỉ? À uh, tạm thời uh, kết thúc bài học của chúng ta tại của chúng ta tại đây và hẹn gặp lại các bạn trong video uh, bài giảng tiếp theo. Uh, chào các bạn. Uh, ok, chào các bạn nha.